Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em già cũng có mặt tại khu của nhà của cháu Mỹ ấy. Thì những cái thước phim trước đó thì cũng nhờ cháu Mỹ đi chung cô Dính ở dưới bệnh viện Hà Giang. Thì hôm nay vào thì cũng muốn trao cái số tiền cho cháu Mỹ, và tiện là cũng rất là mong muốn là tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cháu Mỹ, là đi cùng anh như mình đi xuống dưới chuyến trung ương, bởi vì cái số tiền mà đi điều trị cô Dính thì cũng gần đủ rồi. Đấy, thông báo cho cô bác, thông báo như vậy cho cô bác biết là như thế. Thì hôm nay vào thì cũng có lấy số tiền, và đi vào bên trong này ấy, thì em già cũng tiện đường là đi lấy cái xúc quà của chú Kevin Trần, có trích là 500.000 để mua quà cho cháu cái một cô không nơi nương tựa và không có nhà cửa ấy cô bác. Thì hôm nay em già vào thì cũng đã mua cái phần quà cho cháu cái. Trước khi đi vào nhà cháu cái thì em già cũng đi trao tiền cho cháu Mỹ ở trong này trước cô bác ạ. Ê, Mỹ ơi, Mỹ có nhà không? À đây Mỹ đây. Rồi chào Mỹ nhá. Hai à, mát nhỉ. Vào nhà mát hơn, ở ngoài nóng lắm cô bác ạ. Mấy này con của ai Mỹ? Xinh đấy. Con của anh trai. Con anh trai à? Vâng. À, anh trai có mấy đứa rồi, mấy đứa con rồi? Hai đứa thôi. Hai đứa này là gì? Vâng. Ừ, xinh nhỉ. Thế nghe nói là bố mẹ Mỹ là đi làm tận đâu? Đi làm Trung Quốc. Đi làm bên Trung Quốc? Vâng. Có giấy thông hành đi hay là tìm đường mòn đi? Em không biết. Em không biết à? Vâng. Vâng. Thế bố mẹ đi lâu chưa? Đi chưa được một tháng. Chưa được một tháng à? Thế là trước khi bố mẹ đi trước, em đi cùng các anh đi trong cô Dính à? Vâng. Ừ. Thế cũng do cái kinh tế gia đình, bố mẹ thì đi làm ăn xa thôi cô bác ạ. Hay còn cháu Mỹ thì ở với anh trai cũng như là chị dâu để trông con. Đấy. Anh bảo này, hôm nay em vào thì cũng trước tiên thì cũng rất là cảm ơn em. Trong thời gian qua đã cùng các anh đi trông cô Dính ở dưới bệnh viện. Thì cái hôm em về thì không giúp được tiền ở cây rút tiền ấy. Thì hôm nay anh có bảo anh Ngọc là giúp được tiền rồi, anh lấy tiền về trao cho em. Tổng em đi ở với cô Dính và chăm sóc cô Dính là được 5 ngày nhỉ? Vâng. Đấy. Thì thưa cô bác, những cái thước phim trước và lần đầu gặp em Mỹ thì em cũng bảo là không lấy tiền cơ. Em muốn đi giúp cô Dính, trong cô Dính và giúp đỡ được cô Dính phần nào thì hay phần đấy thôi. Tuy nhiên là anh em trong tin cũng không muốn để em Mỹ thiệt thòi. Thì cũng quyết định là sẽ trích cái quỹ của cô bác ở nhóm Hoàng Sĩ Chư Như có gửi về là 5 triệu để thuê người trong non cô Dính lúc nằm viện và khi xuất viện về. Thì em Mỹ cũng đi trong cô Dính được 5 ngày rồi, thì có lẽ là anh em mình cũng quyết định là đưa mỗi ngày là 150 theo như hứa ban đầu cho em Mỹ ạ. Đấy. Thì anh cũng cần về đây 5 ngày nhỉ, 5 ngày là 750 phải không? Thế trước khi anh đưa tiền cho em thì em sẽ sử dụng cái số tiền này để làm gì? Hả? Không biết à? Không, đi mua quần áo nè, rồi là đi sắn đồ cá nhân cho bản thân. Thật sự là cô bác ạ, em Mỹ thì cũng 17 tuổi thôi, cũng chưa đủ tuổi để đi làm ở công ty kiếm tiền. Ấy thì bố mẹ cũng đi làm hết rồi, còn em ý một mình ở nhà ở với anh trai thì cũng không biết kiếm đâu ra tiền để mình chi tiêu cá nhân. Đấy. Thì cũng may quá là được em Mỹ quan tâm theo dõi, cũng như là biết được cái tin mà cô Dính không có người thân đấy. Thì em Mỹ cũng đi cùng anh em là quyết định là cho cái số tiền là ngày chăm dứa cho em Mỹ. Đây em, anh đưa tiền cho em. Đây là tiền của các cô bác Hoa Xe Chân Như có gửi về ủng hộ người đi trong cô Dính ở dưới bệnh viện đấy.
Rất may là em cũng đi cùng các anh thì anh cho cái số tiền. Em có lời gì cảm ơn đến các cô bác nhóm Hoa Xây Chân Như không? Cháu mình cảm ơn các cô các bác ạ. Vâng ạ, thật sự là em già cũng rất là cảm ơn tấm lòng vàng của các cô các bác nhóm Hoa Xây Chân Như, cũng như là cái bạn thân của em Mỹ. Em Mỹ là luôn đồng hành khi mà anh mình từ nhà của cô Dính xuống bệnh viện đến khi mà bệnh viện trả về đó. Thì có lẽ là em già cũng sẽ đi vào trước khi anh đi vào trong kia thì anh cũng bảo em này, bây giờ ấy thì cái số tiền của các cô các bác có gửi về ủng hộ cho cô Dính cũng hiện tại là cũng sắp đủ rồi. Nếu mà đủ tiền thì anh rất là mong, và anh em ở trong team ấy rất là mong là em sẽ luôn đồng hành cùng các anh để đi hỗ trợ cho cô Dính xuống tuyến bệnh viện trung ương, được không? Em không muốn đi. Tại không muốn đi á? Vâng. Tại sao lại không muốn đi nữa? Không biết à? Cố gắng đi, cố gắng cùng, bởi vì các anh là trong cái thời điểm hiện tại là các anh không tìm được người ấy, thì rất là mong là em sẽ đồng hành cùng các anh để đi vào trong cô Dính. Đấy, mọi cái là các anh lo hết rồi, em chỉ việc là trông lo con Dính, cô Dính đi lấy cơm này, rồi là giặt giũ, và những cái lúc mà cô Dính đi vệ sinh này, thay đồ cá nhân thì em giúp cô Dính thôi. Em ngoài cái việc đấy là anh khá lo hết rồi mà. Không đi nữa à? Hay là em có tìm được việc khác rồi? Đúng rồi. Em tìm được việc khác gì? Em định đi làm ở đâu? Mèo vàng ạ. Mèo vàng gì? Thế hôm nào đi? Mai ạ. Mai đi à? Vâng. Ồ, thế buồn nhỉ. Hay lại không có người đồng hành cùng cô Dính rồi cô bác. Đấy, rất là buồn. Bây giờ mà để anh em trong team tìm một người như em Mỹ để đi đồng hành cùng kênh đi chung cô Dính thì cũng rất là khó, bởi vì đa số ở trên này là đều không biết tiếng. Đấy, em Mỹ thì cũng có biết tiếng, biết đi mua thức ăn đồ uống ở canteen cũng như là ở bên ngoài ấy cô bác. Sự là một cái rất là khó, thì anh cũng xin em đi, coi như là anh thay mặt cho cả anh em, cả các cô các bác, xin em một lần nữa để đi cùng các anh đi trong cô Dính một lần nữa, được không? Không ạ. Không à? Vâng. Quyết định là không được cái gì? Thế là em lỡ hẹn trên kia làm rồi à? Vâng. Thế là khi nào bắt đầu vào làm? Ngày mai. Ngày mai làm luôn? Vâng, ngày mai 7 giờ sáng. Ồ, khó nhỉ cô bác. Đấy, không ngờ ạ. Không ngờ là em Mỹ lại có cái công việc khác rồi. Bởi vì cái công việc của em Mỹ thì cái công việc kia là làm lâu dài hay là làm 1-2 tháng thôi? Chưa biết, em chưa hỏi. Chưa hỏi á? Vâng. Thế nếu mà làm thời gian ngắn thì đi theo các anh thôi, xong rồi đi cùng các anh một ngày, vẫn cho em một ngày 150 mà, với nuôi ăn ở nữa. Mà em không muốn đi. Không muốn đi nữa rồi? Vâng. Ôi rồi ôi, thế thì anh phải tìm ai bây giờ? Bây giờ thật sự là cô bác ạ, ở trên này thì thanh niên không chỉ riêng con gái con trai, ấy hầu như là đi làm hết rồi, đi xuống xuôi công ty hết rồi. Còn những cái bạn mà 17, 18 tuổi như em Mỹ ấy, những cái bạn mà từ độ tuổi đấy trở lên là chưa đủ tuổi làm là cũng đã đi học hết rồi. Đấy, may quá là thời gian vừa rồi có em Mỹ ở nhà thì mới nhờ được, nhưng mà giờ thì xong rồi. không có đi cùng với anh em đi chung cô Dính nữa. Thôi được rồi, thế thì để anh về anh bàn với anh Ngọc xem, và em cũng ở lại thì em suy nghĩ lại xem, nếu mà quyết định không đi nữa thì anh sẽ bảo anh Ngọc. Còn em suy nghĩ lại mà không muốn làm ở trên kia, em tiếp tục đồng hành cùng các anh đi trong cô Dính, thì em hãy suy nghĩ lại và tối nay điện cho anh nhé. Vâng ạ. Ừ nhé. Vâng. Được rồi, thế em ở nhà làm gì thì em cứ đi làm đi. Vâng nhá. Cảm ơn em nhiều nhá, thời gian vừa qua đã đồng hành cùng các anh đi trong cô Dính. Đấy. Vâng, cô bác thì có lẽ là anh em cũng chỉ về trao tiền cho em Mỹ như vậy thôi, và cũng có hỏi qua em Mỹ là cũng không muốn đi làm việc khác ấy.
không đi cùng anh em được nữa. Thì em già cũng vội đi vào trong nhà của cháu cái một côi không nơi nương tựa nữa, thì em già cũng xin phép là đi vào trong kia để trao cái phần quà cho cháu cái ạ. Đây cô bác, như vậy thì em già cũng đã đến khu của cháu cái một côi không nơi nương tựa rồi. Đấy thì hôm nay em già vào đây thì cũng có trích cái phần quà như cái lời nói đầu em già đã nói. Thì trích cái phần quà của chú Kê Minh Trân, mua một bao gạo này, muối này, mì chính và hai gói kẹo. Và trong này thì em già cũng có mua ít thịt để tí vào nấu cơm cho cháu cái ăn. Bởi vì những cái thức phim trước đã chia sẻ cho cô bác cũng biết ấy, thì cháu cái luôn luôn là ở nhờ, không có cái gì ăn cả. Đi giúp gia đình nào đấy thì được bữa của gia đình đó. Thực sự là cháu cái rất là khổ đấy. Thì hôm nay cũng có mua ít thịt vào. Em già vào đến đây thì cũng thấy cháu cái đang hình như là đang cắt cỏ ở bên trong thì phải, vừa mới đi qua ấy cô bác. Đấy thì cũng em già đi vào trong kia xem hai ông cháu đang làm gì. Cắt cỏ xong chưa? Đấy. Ui cháu cái không mặc áo dài tay hả? Chính là cho tên tên rồi. Chính là. À không sợ ngứa à cháu? Ơ chính trái trả chết chốt rồi. Không, mà nói chung. À cháu cái bảo là cũng rất là ngứa, tuy nhiên là làm xong đi tám, bởi vì công việc này là công việc quen thuộc đối với cháu cái lắm rồi. Bởi vì hàng ngày là đều đi cắt cỏ, nhiều khi là đi cắt cỏ dại ấy. Nhưng mà hôm nay gia đình cũng đi cắt ở gần cái âu cá, đó là tỉa những cây lớn đi, còn những cây nhỏ mới mọc ra thì để lại. Ở đây thì cũng có thấy có trồng cây. Đấy, hình như là trong này là không cấy ruộng nữa mà là thay đổi bàn trồng cây. Cây này là cây vải ấy, cô bác. Đấy, trồng rất là nhiều, hai thử ruộng này là hầu như là trồng cây hết rồi. Nhưng mà những cây ở trong này này cô bác, đây, chết hết rồi. Chết rồi. Còn cây này nó chết rồi. Ở trong này ẩm mà cô bác, ẩm. Cho nên là với trồng cây ở trong này thì rất là độ sống rất là cao. Sắp được chưa cháu cái? Chưa tàu tàu? Tàu rồi. Tàu hả? Là chú cái tàu. Thế được rồi, về thôi. Thế xong là anh chú nấu cơm cho ăn. Hôm nay chú có mua thịt và đấy. Hai ba ngày nay là ăn cái gì rồi? Ở bên hồ nó chỉ à? Ở bên hồ nó chỉ? Nó mỏ rồi hả? Ba cũng bảo là mấy ngày nay thì không có cái gì ăn rồi, ngoài mày mén ra. Đây, như vậy là cắt xong rồi cô bác ạ. Bây giờ là lấy đi về thôi. Cái này đủ ăn không bác? Con này tỏ nó tỏ? Cháu. Không đủ á? Không đủ ăn á? Thấy em cho xào thêm. À, tí còn đi cắt thêm nữa cơ. Nó đi. Nó đâu. Hay là bát? Có cư lò nó. Cái cư. Cứ mà tên lên cứ mấy tẻ mà. Đây, thế thì để anh hộ nữa. Em mỗi người hai ba bó là hết mà. Tụt lá là cho. Chỉ hộ. Đây. Một lá. Không phải buột nữa. Đấy, ui một cái tẻ hốt ạ. Năm rồi. Thật sự thưa cô bác là về trên này thì công việc hàng ngày, những gia đình nào mà có con vật nuôi ấy, thì tầm giờ này đã đi cắt cỏ rồi. Còn là gia đình nào mà không có con vật nuôi thì tuần này cũng đi làm những công việc khác như là chặt củi này, rồi là nhiều việc lắm. Nói chung là ở nhà thì cũng không được ở không cả, vẫn phải đi làm. Nóng quá nhỉ. Lúc đó là mưa. Lạnh thì có là mưa rất là lạnh. Và lúc nóng ra thì bỏ phải nói ở trong nhà tối đấy. Thái chưa? Cho cái này thì thái luôn. Im chỉ chuột kia là do ít trong mà chú ơi. Ít trái chuột rồi. À chiều mới thái cỏ bò. Thế thì cho cái vào đây nè. Cho cái. Mẹ rồi. Ăn hết một cái chưa xong. Đấy, đi hộ
chú đi lấy cái phần quà của cháu ấy. Có gạo này, thịt và một ít đồ mắm muối mì chính nữa. Này, cháu hộ chú cần cái này. Đó. Cần cả thịt nữa. Hôm nay chú mua cả thịt và tí nấu cơm cho cháu ăn nhá. Đó. Đây, đây là một bao gạo. Chở từ Mèo Vạt vào cô bác ạ. Ở trong này thì rất là hiếm có quán gần đây, bởi vì những quán tạp hóa nhỏ ở trong thôn ấy thì người ta ít khi mua gạo về bán cả. Người ta chỉ bán lẻ tẻ hàng bánh kẹo này rồi là nước uống thôi cô bác. Nên là anh em mình mỗi lần vào bản hoặc là đi vào các hoàn cảnh có quà của các cô bác là vẫn phải mua từ ngoài huyện trở vào. Ui, ở trong này có các bạn nhỏ rất là đông đây này. Có kẹo nhưng mà nặng quá cô bác ạ, tí với nhà xong là quay ra phát kẹo cho các bạn thôi. Đấy. Tí chú nấu cho ăn nhá, cháu cái nhá. Nhá, nấu bữa có thịt cho cháu ăn. Xem nào. Có ngon không? Bởi vì thưa cô bác là cũng mấy lần trước vào thì thấy cháu cái toàn ăn mềm ấy. Bây giờ có ít nước, có rau thì ăn rau, còn không có rau thì ăn nước lá thôi. Đây, để vào đây. Để vô đây, cảm ơn các bác đã. Rồi mình sẽ bắt tay vào làm. Cho đi. Và bát Tuấn ăn. Vâng. Vâng ạ. Thế hôm nay chú cũng lấy cái phần quà của chú Kevin Trần về cho cháu. Một xúc quà là 500 nghìn. Thì cháu có cái gì cảm ơn đến chú không? Nhà lìa con thì máu ông gà ít khó nhia chip của nhia đã từ chi lo hồ thì kiếm vị chân nhau này nhau sao của tỷ u người tao đó chip của máu dưới khoan xu này dưới phòng bay thia mình chạy trên xe này nhá giờ so sánh mỹ lò hả so sánh vâng thật sự là thưa chú như thế này ạ, cháu cái thì cũng không biết tiếng phổ thông. Đấy, không biết nói bởi vì trước cháu cái là không đi học, mất cha từ rất là nhỏ và cây sinh của cháu là bây giờ hiện tại là cũng không còn. Với lại hôm trước em già vào thì cũng có hỏi gia đình bảo là bây giờ giấy tờ của cháu là đang ở đâu thì gia đình cũng có nói với em dàn cái giấy tờ của bố mẹ trước của cháu cái ấy thì là di chuyển sang nhà chị gái để ở chỗ chị gái, xong là nhà của chị gái bị trái nhà ấy, thế là trái luôn giấy tờ của gia đình cháu cái cũng như là gia đình của chị gái rồi. Hiện tại là không còn giấy tờ ở đâu và cũng không biết là cháu cái là trước đi trước còn nhỏ ấy, bố mẹ có đi làm khai sinh cho cháu hay không nữa thì cháu cái lại không biết đấy, cho nên là rất là khó cô bác ạ. Bây giờ mà tìm lại cái gốc bản gốc gia đình cũng như là bố mẹ của cháu cái là rất là khó bởi giấy tờ hết mới hết rồi. Còn chưa hỏi chú để lúc nữa cháu già em già sẽ hỏi chú là trước bố mẹ ở đâu thì đi tìm và xem giấy tờ đó nhé các bác. Vâng, qua đây thì em già cũng đã lấy phần quà của chú Kevin Trần vào đến đây thì em già cũng thay mặt cho cháu cái xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần rất là nhiều. Xin chúc sức khỏe chú và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Ở đây thì em già có mua thịt này, bánh kẹo và mì chính cũng như là một gói muối ở đây nhá. Thì sẽ làm cho cháu cái ăn. Đây, để hôm nay vào trong này thì cũng có mua ít kẹo thì đây một gói này của cháu cái. Xong chú xin cháu là san sẻ một gói này chia cho các bạn nhỏ nhá. Ừ, mua bón thì phải đó là hả? Đây chú cháu lấy đi để đi nhóm bếp để chú hộ nấu cơm cho cháu ăn luôn. Đây này, để hai tay, ót sẻ tẻ nhá hả? Nhóm đi. Này, à dạ, ngoan quá, ót sẻ tẻ. Rồi, nhóm đi. Ót sẻ tẻ nhá. Ok. Ui, ngoan quá nhè. Thật sự thưa cô bác là các bạn nhỏ này là chưa biết xin, chưa đi học cô bác ạ. Đấy, thì mong cô bác thông cảm. Cái này cho ông tí ông chia cho các bạn cỏ bàn nào nhé. Né con cậu đi, né. Còn bây giờ thì em già chắc cũng bắt tay vào và nấu cơm cho cháu cái ăn thôi. Cái này để đâu? Con này cho tưởng kia tìm đi thả.
Ê, thế cháu cái sang đây ăn cái gì rồi? Thầy ký nó chị? Thầy ký nó chơi một chiều xong. Kỳ rau tớ mỏ nế. Nó mỏ nế là kỳ rau tớ. Đây đây cô bác, đây là một nồi mè mè. Hôm nay cũng hấp sán rồi. Thì cũng để ăn trưa, ăn tối luôn. Đấy, bà con ở trên này thường là như vậy. Còn bên trong này là canh à? À đây đây đây, canh rau. Đây, hơi tối của bác đó. Thôi được rồi, thế thì bây giờ con đi lấy củi về đun để chú nấu cơm cho ăn nhé. Nên nếu mùng ta tạo là chưa? Ơ cho tạo mọt ra nên nó hả? Đây cô bác, lúc này thì em già cũng đã mua được 2 cân thịt ở ngoài mèo vạt và đấy thì cũng bảo cháu cái là hộ nhóm bếp này rồi là nấu ít cơm để tí em già xào ít thịt cho cháu cái ăn một bữa gọi là bữa có thịt cho cháu ạ. Em già cũng đã thái xong thịt rồi ở trong bếp củi của gia đình. Đây là nấu cơm nhé. Còn đây là hớp thịt. Đây cháu cái bảo là mình hớp một tí. Bác cũng có nói bên kia vào thì bác bảo là hôm trước bác cũng có đi hỏi ở bên kia nhà chị gái của cháu cái này á. Thì chị gái bên kia bảo là trước cháy nhà ấy thì cháy cả giấy tờ rồi. Đây của nhà chị gái cũng cháy hết và của nhà cháu cái này cũng cháy hết rồi. Bây giờ mà tìm lại góc của cháu cái thì cũng không biết là tìm đi tìm về đâu. Thế chú hỏi thật, bao nhiêu bữa chưa được ăn thịt rồi? Chị tao không đây lên chị tao nóng cái nào? Nó chị tao à. Cháu cái bảo là để được lâu lắm rồi không được bữa thịt nào rồi cô bác ạ. Nói chung là ở trong này thì thưa cô bác là như thế này, để mà có thịt ăn thì chỉ lúc mà có người mất hoặc là những ngày mà đi giúp đỡ bà con làm những công việc nặng nhọc, ví dụ như làm nhà này rồi là làm điệu phân nhỉ, đấy là người ta có bảo mình đi giúp không công thì người ta mới có đi mua ít thịt gọi là gà tủ lạnh ấy cho ăn thôi. Còn lại những cái ngày mà hộ nhau mà làm ấy thì những ngày đó là không có thịt ăn đấy, thường là như thế. Còn nếu mà có thì người ta cũng chỉ đi mua một hai bó phở ở trong chợ về để mời những người hộ mình đi làm thôi. Thì cháu cái cũng bảo là lâu lắm rồi không được bữa thịt, bữa nào có thịt rồi ai ăn thì toàn là ăn mềm mém với lại canh rau. Thưa cô bác là sau một hồi thì cũng nấu cơm xong cho cháu cái rồi cô bác ạ. Thì bây giờ đang sập cơm để ăn ký bữa cơm có thịt. Đây là một nồi cơm, và đây là thịt. Cháu cái cũng bảo là cho thêm ít canh ấy để thì còn có cái để ăn bữa cơm. Bởi vì thực sự là trong này là ăn cơm là toàn là rau ăn rau với lại ăn mèm mén thôi thì cũng nhàn ấy. Thì đây hôm nay thì em già cũng có mua cả thịt vào. Cái nước này cho chung vào thịt hay là cho riêng cháu cái? Cho ngay này cho hải cua sao lần nhờ hải nhỉ? Hải cua sao nữa? À thưa cô bác, đây là theo ý của cháu cái là muốn là cho canh nấm thịt để ăn nóng ấy. Với có thì có nước thì mình ăn thịt với thì cần ăn uống canh thì lấy canh. Đấy. Thật sự là hôm nay là một bữa có thịt cho cháu cái. Đây, cháu thì ăn đi. Đây, thưa cô bác là thật sự là một cái hoàn cảnh gọi là bi đát nhất ở trong những cái hoàn cảnh mà anh mình gặp. Thật sự là có rất là nhiều hoàn cảnh đều cần sự giúp đỡ của cô bác cũng như là anh chị. Tuy nhiên là hoàn cảnh của cháu cái là một cái hoàn cảnh bi đát, không có bố mẹ, không có nương tựa, trẻ đi chỉ có là đi làm thuê, ăn qua ngày qua bữa, đi giúp nhà nào làm thì được nhà đó nuôi cơm. Đấy thì may quá là được cô chú ở trong này rất là phóng khoáng cho cháu cái ở nhờ và ăn ở
ăn cũng như là ở đây và làm việc ở đây để có cái bữa ăn cho cháu cái. Cá chả cá. Cá này. Cháu cái bảo là rất là ngon. Đấy. Cháu cái cũng nói là rất là lâu rồi không được có bữa ăn có thịt cô bác ạ. Thực sự nếu mà cô bác nào xem được cái thức phim này và hiểu được cái nỗi khổ của cháu cái và đồng cảm với cháu cái ấy, thì rất là mong được sự giúp đỡ của các cô bác để cháu cái có một bữa ăn luôn luôn có cơm đấy và những cái bộ quần áo trang phục để cháu cái đi ra ngoài không ngại ngùng xấu hổ để đi làm, bởi vì cháu là con gái cũng có tuổi rồi, vấn đề quần áo là phải có mặt để mới không ngại ngùng cô bác ạ. Trước kia thì anh cái cũng có vào chia sẻ một lần, được chú có điện cho anh cái và có bảo anh cái rằng bây giờ cháu cái là không muốn ở với cô chú ở đây nữa, bởi vì cháu cái đi lang thang quen rồi, kiểu như ở chỗ đông người cũng như là khi mà cô chú ở đây có khách thì rất là ngại khi mà mình không nương tượng với mặt ăn mặc không gọn gàng, thế rất là xấu hổ. Vậy khi vào mâm, người ta thì vào ngồi mâm hết rồi, không biết mình phải ngồi vị trí nào và ăn cái gì. Và không biết là cô chú có nghĩ gì khi mình cần cái thìa và cái bát để ăn cơm với gia đình khi có khách ạ. Thì cháu cái cũng nghĩ cũng rất là ái nái và muốn là đi ở riêng ra. Tuy nhiên là vừa nãy em già hỏi thì cháu cái bảo là sau một thời gian nghĩ thì hiện tại bản thân cháu thì không có nương ở đâu, mà cô chú bảo cô chú đi tìm hộ nương thì cô chú cũng đi tìm rồi, nhưng mà không có ai chịu là cho cháu ở nhờ nương. Không biết nói gì hơn về hoàn cảnh cháu cái nữa thôi, rất là khổ vì đã bây giờ không đi vào nhà chị gái thì anh rể không thích. Trước đi ở với anh rể và chị gái thì cái nhà của anh rể chị gái bị trái. Đấy, người ta cũng nói xôn xao, hàng xóm nói xôn xao rằng cháu cái ở đến đâu thì bị đen đến đó, cái gia đình đó đấy, bị đen đấy, có nghĩa là bị xui. Đấy. Đấy, thưa cô bác, để cho cháu cái ăn thoải mái hơn đấy, thì có lẽ là em già sẽ đứng dậy để cháu cái thức ăn. Đấy. Hôm nay thì cũng có lấy cái phần quà của chú Kevin Trần cho cháu cái rồi, mua một bao gạo thì gạo vẫn còn, thế nấu một bữa cho cháu cái ăn thôi. Còn thịt thì vẫn còn cô bác nhé. Bởi vì em già cũng biết là ở trong này gia đình là cũng có đông con cháu ấy, thì cũng làm một ít cho cháu cái ăn. Còn lại bữa tối thì cháu cái làm cho cả nhà ăn thì do bản thân cháu cái, cũng như là nếu cháu cái tự ăn một mình thì đấy là tùy vào bản thân cháu cái. Nhưng mà mỗi lần em già vào đây có mua bánh kẹo vào ấy thì cháu cái cũng san sẻ cho các bạn nhỏ ở trong ngày ăn cùng cho vui. Thì hôm nay thì lúc nấu cơm xong ấy thì các bạn nhỏ là cũng đi ra ngoài hết rồi, cũng có vào đây cô bác ạ. Thì có lẽ là em già cũng đi vào những cái khu bên trong nữa ấy. Thì thật sự là cái hoàn cảnh của cháu cái là rất là thống khổ. Và nếu mà cô bác nào xem được thức phim này ấy, thì đồng cảm với cháu cái, xin hãy giúp đỡ cháu cái một bộ chăn phục hoặc là những cái miếng ăn hàng ngày cho cháu cái để có thêm động lực. Thật sự là nếu mà để cháu cái đi bơ vơ, đi vào hàng xóm để làm cho nhà nào ăn qua ngày qua bữa qua ngày thì cũng rất là khó, rất là khổ của bác ạ. Đấy, chỉ có là cháu cái, là bản thân cháu cái mới hiểu được. Kể cả em ra đi vào nhiều hoàn cảnh, nhưng mà mỗi hoàn cảnh thì cũng có cái nỗi khổ riêng ấy của bác. Thì có lẽ là bây giờ cũng khá muộn rồi, em già cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.